Liên tục là những cú đấm chính xác của Hà. Những cú đánh rất chính xác. Chúng ta đang có mặt tại Phnom Penh, thủ đô của Campuchia, và trước mắt chúng ta là thành phần các thành viên của đội tuyển Kickboxing Việt Nam. Họ đang chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất năm 2024 với giải vô địch Kickboxing châu Á. Và đây là những trận đánh đầu tiên của đội tuyển Kickboxing Việt Nam. Và trước mắt chúng ta là trận đấu có sự hiện diện của võ sĩ đến từ góc đài xanh Nguyễn Văn Hà. Nguyễn Văn Hà hôm nay sẽ thi đấu trận đầu tiên và sẽ phải gặp một võ sĩ rất quan mạnh ở nội dung của mình, võ sĩ nước chủ nhà Campuchia. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao. Đây là một trong những trận đấu của kênh về các võ sĩ của Việt Nam, sự xuất hiện của các võ sĩ của Việt Nam tham dự giải Kickboxing châu Á đang diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia. Và trong thời gian tới, kênh Sao Thể Thao sẽ tiếp tục gửi đến với mọi người. Ở giải đấu lần này thì chúng ta có tất cả là 32 võ sĩ thi đấu ở 34 nội dung. Và trong đó có rất nhiều trận đấu tham dự với các võ sĩ rất là mạnh của Việt Nam cũng như là của châu Á. Mọi người lưu ý, đáng chú ý sẽ có những võ sĩ từng nằm trong top đội tuyển quốc gia và đã có được rất nhiều thành tích tại SEA Games cũng như những thành tích quan trọng trong nước. Và đây chính là Nguyễn Văn Hà. Chúng ta cùng đến với trận đấu này với giọng bình luận của admin Tùng Anh, hay một trong những võ sĩ, một trong những admin quan trọng nhất của kênh Sao Thể Thao. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng các võ sĩ Việt Nam trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bước lên sàn, quay sàn, quay sàn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với những hình ảnh được trực tiếp tại sân vận động Olympic. Sân đấu Olympic tại sân vận động Olympic của thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Chúng ta đã được chứng kiến trận đấu giữa võ sĩ Việt Nam Nguyễn Văn Hà đối đầu với võ sĩ nước chủ nhà Campuchia. Nội dung Pol Contact Kickboxing. Nguyễn Văn Hà, võ sĩ của Việt Nam, là võ sĩ ở góc đài màu xanh, còn võ sĩ của Campuchia là võ sĩ ở góc đài màu đỏ. Cái không sự dè chừng nào cả. Liên tục đòn. Những cú đá đích của Văn Hà và kèm theo đó là những cú đấm, những cú phản công rất sắc bén của Văn Hà, võ sĩ của nước chủ nhà. Liên tục là những cú đánh chính xác của Văn Hà. Số đòn của Văn Hà là so với võ sĩ nước chủ nhà. Đây là rồi dùng full contact nên các võ sĩ sẽ bị thi đấu vô cùng thoải mái, cự ly rất tốt. Cú đánh bụng tốt của Văn Hà, võ sĩ của chúng ta đang làm chủ được trận đấu tốt hơn với những tình huống ra vào rất nhịp nhàng, kèm theo đó là những cú đấm rất trúng đích. Liên tục là những tình huống ra vào hợp lý của Văn Hà trước đối thủ đến từ Campuchia. Với sức ép của các vận cổ động viên đội nhà, nhưng Văn Hà cũng đang thi đấu vô cùng một cách tốt, tâm lý của anh đang rất tốt. Văn Hà đang làm chủ trận đấu. Bóng này đang đổ tung. Đá trúng đích của Văn Hà. Đá vào rất hợp lý của Văn Hà. Văn Hà vừa đánh vừa lui. Võ sĩ nước chủ nhà Campuchia cũng đã tung ra những đòn đánh vô cùng đẹp mắt về phía Văn Hà. Nhưng võ sĩ của chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt tình hình. Võ sĩ của Campuchia cũng đang nóng người lên và Văn Hà, và lúc này thì thi đấu đầu tiên cũng đã khép lại. Một hiệp đấu có thể là ngang tài ngang sức đối với cả Văn Hà cũng như võ sĩ của đồng chủ nhà. Còn đây là sự cổ vũ của các vận động viên, các cổ động viên Việt Nam. Các cổ động viên Việt Nam đã cổ vũ cho Văn Hà. Những cái tên như Nguyễn Hoàng và Huỳnh Minh Tuấn và một số tên khác. Ladies and gentlemen, please stand on the blue corner. Chúng ta cùng chờ đợi màn biểu diễn của Văn Hà ở thi đấu thứ hai. Liệu chúng ta sẽ có chiến thắng đầu tay trong ngày thi đấu đầu tiên tại giải Asia Kickboxing Championship năm nay không? Đây là cân 54 kg nam giữa Văn Hà và võ sĩ nước chủ nhà. Liên tục với những cú đấm chính xác của Văn Hà. Cú đánh rất chính xác. Hai võ sĩ rất tích cực trong việc đổi đòn. Văn Hà đang phải chịu sức ép nhưng không chịu cả chết mà thắng này đó. Đang tìm vô cùng tỉnh táo. Vẫn là những tình huống lui sau phản đòn của Văn Hà. Sức ép rất lớn từ võ sĩ nước chủ nhà. Vẫn là những tình huống đạp tống ra chính xác của Văn Hà. Những tình huống di chuyển lui sau rất chính xác. Võ sĩ Campuchia vẫn đang dồn ép Văn Hà, nhưng Văn Hà của chúng ta đang có những bước di không thanh thoát. Bẻ góc, cắt góc để không cho võ sĩ nước chủ nhà dồn chúng ta vào góc. Một tình huống dồn góc và cả hai võ sĩ đang đổi đòn. Rất tích cực đổi đòn. Những tình huống di chuyển lui của Văn Hà vẫn rất mượt mà. Anh không cho võ sĩ của nước chủ nhà tiếp cận mình. Tay sau sốt của Văn Hà. Những tình huống tránh né rất điệu nghệ của Văn Hà. Sau tình huống đánh vào bè. Xong khoảng thời gian thì vận động viên của chúng ta thì đến bây giờ võ sĩ của nước chủ nhà cũng đã chậm lại rồi. Võ sĩ đương chủ nhà đang chậm lại rồi, thể lực đang suy giảm. Còn Văn Hà vẫn di chuyển cách vô cùng thông minh. Những cú đấm rất sắc bén của Văn Hà. Đấu thứ hai là kết lại. Và lá cờ của đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn đang tung bay tại nhà thi đấu Olympic Stadium. Liệu Văn Hà có thể là người lĩnh ấn tiên phong mở bát cho đội tuyển quốc gia Việt Nam giành được những thành tích tốt trong giải Asia Kickboxing Championship năm nay hay không? Và chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu cuối cùng tại nội dung full contact hạng cân 54 kg. Nguyễn Văn Hà của đội tuyển Việt Nam đối đầu với võ sĩ nước chủ nhà. Quý vị đang được xem, đang được xuất hiện tại sân vận động Stadium Olympic tại giải Kickboxing châu Á, được chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn sau một quãng thời gian di chuyển rất xa xôi từ Việt Nam di chuyển sang thủ đô Phnom Penh. Quý vị và các bạn hưởng ứng theo dõi trận đấu này. đã có một chút vấn đề đối với đội vận động viên nước chủ nhà, thì nước trên người vận động viên nước chủ nhà cần phải được lau khô trước khi bước vào hiệp thi đấu cuối cùng với Văn Hà của Việt Nam. Và chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu cuối cùng. Văn Hà cũng đang sử dụng hết khả năng của mình để tấn công võ sĩ nước chủ nhà. Cả hai đang bung sức trong hiệp thi đấu cuối cùng này. Đó là sự dồn ép của võ sĩ, nhưng Văn Hà chúng ta vẫn đang ngã đối thủ nước chủ nhà. Tình huống đã được kéo lên một cách rất cao, vẫn là những tình huống bẻ góc và sau đó là những đường cao ở tay sau của Văn Hà. Khán đài đang nổ tung trước những cú đánh rất đẹp mắt của cả vận động viên Văn Hà của chúng ta cũng như vận động viên của nước chủ nhà Campuchia. Di chuyển rất hợp lý, vẫn là những đá hợp lý của Văn Hà, và võ sĩ nước chủ nhà Campuchia vẫn đang dồn ép Văn Hà. Vẫn là những tình huống kê chân trước và đá bằng chân sau. Võ sĩ Campuchia tung ra vô số cú đấm rồi, cũng đang cố gắng gỡ lại điểm số. Những phút cuối cùng của trận thi đấu ở nội dung full contact ở cân 54 kg giữa Nguyễn Văn Hà và võ sĩ nước chủ nhà. Đây là khoảng thời gian hai võ sĩ đổi đòn. Và vừa rồi cửa chân của Văn Hà đã bị mắc ra ngoài dây đài, cần sự trợ giúp của trọng tài. Là những tình huống tả sút của các anh ấy. Những phút cuối cùng của thi đấu thứ ba, dồn ép của võ sĩ nước chủ nhà, phản công tốt của Văn Hà. Văn Hà đang di chuyển, võ sĩ nước chủ nhà ép vào. Văn Hà ôm đối phương để có một chút nghỉ ngơi. 10 giây của này. Văn Hà cố đảo, 10 giây nữa thôi. Và trận đấu kết lại. Chúng ta cùng chờ đợi kết quả của tổ trọng tài. Bàn cúi chào của Văn Hà. Còn đây là sự cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam, các vận động viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự giải Asia Kickboxing Championship được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Chúng ta cùng trở lại với Văn Hà nào. Và người chiến thắng là Nguyễn Văn Hà của đội tuyển Kickboxing Việt Nam. Một chiến thắng trước võ sĩ chủ nhà, vượt qua áp lực trên sàn đấu cũng như áp lực trên khán đài. Một chiến thắng rất trọn vẹn cho võ sĩ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, người lĩnh ấn tiên phong mở ra chiến thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Việt Nam tại giải kickboxing châu Á.